Đó nhá. Nếu như mà cái hình ảnh của chúng ta nằm ngang như này, được chưa ạ? Thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là gì ạ? Nó có cái phần nền đen. Cái video này nó đang đang như này thì ok không sao. Nhưng nếu như mà cái hình ảnh hoặc video chúng ta nằm ngang thì nó sẽ có tình trạng là bên trên bên dưới của chúng ta nó bị đen và nó có thể nó sẽ hơi xấu, thì chúng ta có thể chọn cái nền ở đây. Được chưa ạ? Chúng ta có thể chọn nền. Đây, chọn phông nền này. Được chưa ạ? Đó. Sau đó là chúng ta chọn đoạn mờ này. Mờ này. Ok không ạ? Như vậy là gì ạ? Là ở đây chúng ta sẽ gì ạ? Dùng chính cái ảnh này để mà chúng ta làm gì ạ? Làm ảnh mờ. Đấy, hoặc là ví dụ Huy lấy một cái video nào đó mà mình quay ngang. Rồi, anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Là cái nền ấy nó sẽ khớp cùng với cả cái video gốc này. Được chưa ạ? Thì nó sẽ không còn cái đoạn không còn cái đoạn mà nó bị đen nữa. Mình cũng chuyển thằng này thành lớp chính nhá. Rồi. Thì anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Đấy. Đấy, thì cái nền ấy nó cũng khớp với cả cái video này luôn và nó không bị gì ạ? Nó không bị xấu, nó không bị cái đen trên đen dưới, nó không bị xấu. Được chưa ạ?